về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với khóa học trợ câu hỏi trong sách địa lý lớp 10, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng ta sẽ đối với bài học số 12, nước biển và đại dương. Vậy thì video này sẽ cho các em những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng ta biết rằng nước biển và đại dương có vai trò vô cùng quan trọng đối với tất cả các sinh vật và động vật, thực vật trên thế giới này. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi có trong bài số 12, nước biển và đại dương nhé. Đầu tiên là câu hỏi mở đầu trang số 41, địa lý lớp 10. Nước biển và đại dương có những tính chất gì? Trong biển và đại dương diễn ra những vận động nào? Chúng ta biết rằng nước biển và đại dương đều có tính chất đó là độ muối và nhiệt độ. Còn trong biển và đại dương diễn ra những vận động đó là sóng này, thủy triều, sóng biển. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi nêu tính chất và các vận động chính của nước biển và đại dương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 41, địa lý lớp 10. Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày tính chất của nước biển và đại dương. Chúng ta biết rằng nước biển và đại dương có hai tính chất lớn, đó là độ muối và nhiệt độ. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về độ muối. Nước biển có nhiều chất hòa tan, nhiều nhất là các muối khoáng. Độ muối trung bình của nước biển là 35%. Độ muối tăng hay giảm phụ thuộc vào lượng bốc hơi, lượng mưa và lượng nước sông đổ vào. Độ muối còn thay đổi theo vĩ độ. Độ muối cũng thay đổi khá phức tạp theo độ sâu, tùy thuộc vào các điều kiện khí tượng, thủy văn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về đặc tính chất thứ hai của nước biển và đại dương là nhiệt độ. Chế độ nhiệt của nước biển điều hòa hơn chế độ nhiệt của không khí. Nhiệt độ trung bình bề mặt toàn bộ đại dương thế giới là khoảng 17 độ C. Nhiệt độ nước biển thay đổi theo mùa trong năm. Nhiệt độ nước biển mùa hạ cao hơn mùa đông. Nhiệt độ nước biển giảm dần từ dích đạo về hai cực. Nhiệt độ nước biển cũng giảm dần theo độ sâu. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi nêu tính chất của nước biển và đại dương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 42, địa lý lớp 10. Dựa vào thông tin trong mục A và hình 12.1, 12.2, hãy giải thích hiện tượng sóng biển. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 12.1, sơ đồ sự hình thành sóng biển, và hình 12.2, sóng biển. Chúng ta thấy rằng gió đã gây ra sự dao động của nước biển, đúng không nhỉ? Như vậy thì chúng ta có thể nêu lên được hiện tượng của sóng biển. Sóng biển là sự dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Sóng phát sinh chủ yếu là do gió. Gió càng mạnh thì sóng càng lớn. Các hoạt động của động đất này, núi lửa lớn dưới đáy biển tạo nên một dạng sóng dài đặc biệt, lan truyền theo phương ngang với tốc độ lớn và đến bờ thì có thể cao trên 20 mét, gọi là sóng thần. Đó là một số giải thích về hiện tượng sóng biển. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 42, địa lý lớp 10. Dựa vào thông tin trong mục B và các hình 12.3, 12.4, hãy giải thích hiện tượng thủy triều. Cho biết khi dao động thủy triều có biên độ lớn nhất và nhỏ nhất thì ở trái đất thấy hình dạng mặt trăng như thế nào? Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 12.3. Vị trí của mặt trăng, trái đất và mặt trời trong các ngày chiều cường. Đây là lực tạo chiều lớn nhất. Còn mình hình 12.4 là vị trí của mặt trăng, trái đất và mặt trời vào các ngày chiều kém, lực tạo chiều nhỏ nhất. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng thủy triều là hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật hàng ngày. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra thủy triều là do lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời cùng với sự ly tâm của trái đất. Thủy triều còn chịu tác động của các nhân tố khác như là sự thay đổi khí áp, hình dạng bờ biển, vân vân. Thủy triều lên xuống với biên độ thay đổi theo không gian và thời gian. Khi mà dao động thủy triều có biên độ lớn nhất và nhỏ nhất thì ở trái đất thấy hình dạng mặt trăng tròn hoặc một nửa hay còn trăng tròn và trăng khuyết. Đó là một số giải thích về hiện tượng thủy triều và
Khi mà thủy triều có biên độ lớn nhất và nhỏ nhất thì trái đất thấy hình dạng mặt trăng như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 43 địa lý lớp 10. Dựa vào thông tin trong mục C, hình 12.5, hãy trình bày chuyển động của các dòng biển trong đại dương, kể tên một số dòng biển trong các đại dương. Chúng ta biết rằng chuyển động của các dòng biển trong đại dương qua hình 12.5, bản đồ các dòng biển trên thế giới. Màu đỏ chính là dòng biển nóng và màu xanh chính là dòng biển lạnh. Như vậy thì sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương về dòng biển nóng thì xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao. Còn dòng biển lạnh thì xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp. Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên xuất hiện các dòng biến đổi theo chiều theo mùa. Một số dòng biển trong đại dương, dòng biển nóng thì ngược xích đạo, Nam xích đạo, Bắc xích đạo, Bắc Thái Bình Dương, Mũi Kim, Mozambique, vân vân. Còn dòng biển lạnh thì có California, Peru, Canary, theo gió Tây, có Benzela. Đó là một số chuyển động của các dòng biển trong đại dương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi tiếp theo, là câu hỏi trang số 44 địa lý lớp 10. Đọc thông tin trong mục 3, hãy nêu vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta biết rằng biển và đại dương có vai trò vô cùng quan trọng tới sự phát triển kinh tế xã hội. Nó giúp cho chúng ta có thể thu thập được nguyên liệu như là muối này và có thể giúp cho chúng ta phát triển về du lịch chẳng hạn. Như vậy thì vai trò của biển và đại dương có vai trò vô cùng to lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Biển và đại dương cung cấp nguồn tài nguyên quý giá, tài nguyên sinh vật biển này, tài nguyên khoáng sản biển như là dầu mỏ, khí thiên nhiên, muối biển vân vân, năng lượng sóng biển, thủy triều. Biển và đại dương là môi trường cho các hoạt động kinh tế, xã hội, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải biển, du lịch biển vân vân. Biển và đại dương góp phần điều hòa khí hậu, đảm bảo sự đa dạng sinh học. Tuy nhiên, tài nguyên biển có hạn và dễ bị tổn thương, vì vậy con người cần khai thác biển và đại dương một cách hợp lý và bền vững. Đó là một số vai trò của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần tiếp theo là phần luyện tập 1 trang số 44 địa lý lớp 10, giải thích sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối của các biển và đại dương. Chúng ta biết rằng nhiệt độ và độ muối là hai tính chất lớn của các biển và đại dương. Như vậy thì sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối đó là độ muối chính là độ mặn của nước biển và đại dương, khác nhau do tác động của các yếu tố như là nhiệt độ nước biển này, đại dương, các dòng hải lưu nóng, lạnh, lượng bè hơi nước, nhiệt độ môi trường không khí, lượng mưa, điều kiện địa hình như là vùng biển, đại dương kín hay là hở, số lượng nước sông đổ ra biển, đại dương. Từ đó thì độ muối của biển và đại dương khác nhau. Ví dụ như là biển Việt Nam là 33%, biển Baltic là 32%, biển Hồng Hải là 41%, vân vân. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập 2, trang số 44 địa lý lớp 10, phân biệt ba dạng vận động của nước biển: sóng, thủy triều và gió biển. Chúng ta thấy rằng sóng thì là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Còn thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên có chu kỳ của các khối nước trong biển và đại dương. Dòng biển là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành dòng chảy trong các biển và đại dương. Nguyên nhân hình thành lên sóng là được hình thành chủ yếu do tác động của gió. Gió thổi càng mạnh và thời gian càng lâu thì sóng biển càng lớn. Nguyên nhân diễn ra thủy triều được hình thành chủ yếu do sức hút của mặt trăng và mặt trời. Còn nguyên nhân diễn ra dòng biển là được hình thành chủ yếu do tác động của các loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất. Biểu hiện của sóng đó là sóng bạc đầu, sóng lừng, sóng thần vân vân. Còn thủy triều là triều cường, triều kém, bán nhật triều, triều không đều. Còn dòng biển là dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần vận dụng trang số 44 địa lý lớp 10, tìm hiểu thông tin cho biết vai trò của biển đối với kinh tế xã hội ở nước ta. Chúng ta biết rằng vai trò của biển đối với kinh tế xã hội của nước ta đó là cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thiên nhiên về khoáng sản này, về thức ăn cung cấp cho con người như là hải sản,
thủy sản hay là muối này. Còn về kinh tế thì có thể giúp cho chúng ta phát triển các ngành về du lịch, đúng không nhỉ? Như vậy thì học sinh có thể tìm hiểu vai trò của biển đối với kinh tế xã hội nước ta thông qua sách, báo hoặc internet. Vai trò của biển đối với kinh tế xã hội ở nước ta. Về kinh tế thì phát triển tổng hợp kinh tế biển, vận tải biển, khai khoáng, thủy hải sản và du lịch biển, giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế, đóng góp GDP, tăng nguồn thu cho ngư dân, vân vân. Về văn hóa xã hội, hình thành các đô thị mới dọc ven biển, đa dạng văn hóa do dễ dàng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới. Về an ninh quốc phòng, hệ thống tiền tiêu ở nước ta tiến ra biển trong thời đại mới, hội nhập kinh tế, bảo vệ đất liền. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi trong bài số 12. Cô xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nhé. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.